À, hy vọng là càng về sau thì Lương Mỹ Kỳ sẽ càng thể hiện khả năng của mình nhiều hơn nữa, cũng như là đừng quên chú trọng vào kỹ năng kết nối cũng như ứng xử của mình. Đây với một trang phục cũng khá là tương đồng với lại cái tên của để cho giải này, không biết là chị đã chuẩn bị từ trước chưa? Thực ra thì Hoàng Yến khi mà nhận được lời mời của Ngôi Sao Xanh đến chơi giải ngày hôm nay thì Hoàng Yến cũng như ekip và stylist của mình đã bàn bạc như thế nào để mình có một cái sự xuất hiện ấn tượng nhất, tuy nhiên vẫn không bị sai với dress code và vẫn tôn trọng được tinh thần của giải là Ngôi Sao Xanh. Và ngày hôm nay như mọi người nhìn thấy thì Hoàng Yến xanh từ đầu đến cuối và có mix thêm một tí bạc và ngay cả chiếc nhẫn cũng hình ngôi sao. Xin được chào đón diễn viên Phương Dũng. Không biết là cảm nghĩ của chị như thế nào và mong chờ là quán quân sẽ là một cô gái như thế nào? Trước khi trả lời câu hỏi này thì cũng xin được cảm ơn bộ đầm rất là đẹp của nhà thiết kế Tăng Thành Công ạ. Và với câu hỏi của bạn hồi nãy thì ý nghĩ là với tất cả những khán giả ai đã và đang yêu thích Miss International Queen Việt Nam năm nay thì Hoàng Yến cũng rồi xin được cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi rất là nhiệt tình cũng như là đã luôn luôn có những cái bình luận tích cực để cho các bạn thí sinh dù có là người tiếp tục đi tiếp hoặc là bị loại thì các bạn vẫn luôn có một tinh thần để không những các bạn có thể dừng lại ngày hôm nay nhưng các bạn vẫn có được một cái tinh thần tốt hơn và tiếp tục nuôi được ước mơ của mình để có thể quay lại chinh chiến vào những mùa sau. Và đối với đêm chung kết thì Hoàng Yến nghĩ năm nay là một năm vô cùng khó để có thể lựa chọn được một thí sinh quán quân. Tất cả các bạn đều có những cái tài năng riêng và đều có những màu sắc riêng. Nếu như mà để chúng ta vẫn chưa đến đêm chung kết, nếu mà cho Hoàng Yến nhận xét ngay tại bây giờ thì nghĩ là các bạn đều có khả năng đều trở thành quán quân với những thí sinh hiện tại. Và hy vọng rằng một trong các bạn, nếu ai trở thành quán quân, sẽ đại diện cho Việt Nam và mang tất cả những khả năng của mình chinh chiến ở đấu trường thế giới và mang đời vinh dự cho Việt Nam một lần nữa. Đối với cái sự lựa chọn của Minh Tú gần đây á, thì chị cảm thấy như thế nào ạ? Đối với câu chuyện đó thì tất cả cũng đã xong rồi và dù có đi tiếp, như Hoàng Yến hồi nãy vừa có nói, dù có đi tiếp hay có dừng lại thì các bạn đến với chương trình này các bạn đã được học rất nhiều thứ. Các bạn được gặp thần tượng của mình, được học từ thần tượng của mình và chính cái điều đó sẽ làm nền tảng cho các bạn bước tiếp những vấn đề về bước tiếp cho những cái chặng đường về sau. Và đối với những thí sinh mà đã bị dừng lại với cuộc chơi này, Yến thấy các bạn càng ngày càng nỗ lực hơn. Điển hình ví dụ như là Đại Dương là một người đã và đang đun nấu cho mình những cái dự định có thể quay lại. Như các bạn mọi người thấy đó, hiện tại là Đại Dương cũng đang có được là top 2 trong cái lượt vote và hy vọng chính vì những điều đó sẽ giúp chị Đại Dương quay lại. Chị có thể là chia sẻ một chút xíu là chị chuẩn bị cái bộ trang phục này là mất bao lâu để đến sự kiện ngày hôm nay? Ngày hôm nay là Hoàng Yến chuẩn bị một bộ trang phục này khoảng vòng một tuần với cả layout rồi với cả ngay cả bộ nail với đang mang nó cũng phải được lựa chọn rất là kỹ. Và chính cái điều đó mà Yến phải hoàn toàn gửi lời cảm ơn đến stylist của mình cũng như là nhà thiết kế Đăng Thành Công. Dạ, chị có thể chia sẻ một chút xíu bí quyết như thế nào để giữ da giữ dáng nhưng mà xuất hiện trước sự kiện lúc nào cũng nở sáng hết chị? Cái này thì nếu mà hỏi câu này thì chắc là người đầu tiên cảm ơn phải là mẹ. Tại vì dạo này thì tất cả những bữa ăn của Yến đều do mẹ chuẩn bị và tất cả mọi thứ từ dinh dưỡng và Yến còn nói là mẹ hiểu Yến muốn ăn gì và ăn như thế nào thì chúng ta không bị lên cân và vẫn có thể được thần thái sắc vóc và tốt một khi xuất hiện chiếc thảm đỏ. Theo chị nghĩ thì cái tiêu chí nào để chọn thí sinh đạt quán quân của cái quý quyền đó chị? Đối với Hoàng Yến thì cái tiêu chí đó đầu tiên phải là một người có kỹ năng trình diễn tốt. Tại vì chúng ta cần phải có một kỹ năng trình diễn thu hút được người đối diện. Khi mà bạn vừa bước ra sân khấu thì người ta phải wow, cô này hoàn toàn có khả năng là một quán quân. Từ đó chúng ta sẽ in top dần dần và cái khả năng ứng xử các bạn phải luyện tập từ ngay từ lúc bây giờ để khi nếu chúng bạn có cơ may được vào top để mà được thể hiện sự ứng xử của mình thì lúc đó chúng ta sẽ thể hiện hoàn toàn sự thông minh và nhạy bén của mình trên sân khấu để thuyết phục ban giám khảo. Chị Yến, chị có thể đánh giá cái sự tiến bộ của Lương Mỹ Kỳ á trong những cái giai đoạn? Nếu mà nói về Lương Mỹ Kỳ thì có thể mọi người sẽ bảo Yến thiên vị, nhưng mà Yến là một người rất là công tâm và đối với Lương Mỹ Kỳ có thể trong những tập đầu tiên Lương Mỹ Kỳ chưa thể hiện xuất sắc, tuy nhiên ở cái tập mà mọi người có cái sự cố mất file rất là buồn thì Lương Mỹ Kỳ là để thể hiện rất là xuất sắc và đem được thắng cho team của Hoàng Thùy. Và hy vọng là càng về sau thì Lương Mỹ Kỳ sẽ càng thể hiện khả năng của mình nhiều hơn nữa cũng như là đừng quên chú trọng vào kỹ năng kết nối cũng như ứng xử của mình. Cảm ơn các đường còn trễ rồi. Cảm ơn chị nha. Cho tới thời điểm này thì đại sứ Hoàng Mỹ đã gần đi đến hồi kết.
và có đủ khả năng và đặt để đại diện cho Việt Nam đi thi Miss International Queen tại Thái Lan năm 2021. Dạ, quá trình tham gia ghi hình của cuộc thi thì có làm cho chị tốn nhiều thời gian và công việc của chị thì sắp xếp như thế nào, chia sẻ tí xíu về công việc của chị. Quá trình đi thi quá trình đi quay thì xin được giới thiệu cái tiến độ của chị cũng sẽ quay trong vòng 5 ngày. Và cái thời gian đó thì đương nhiên là khi mà anh đã nhận lời làm ban giám khảo thì anh phải xin phép công việc của bên công ty của mình. Và thực sự là anh rất là vinh dự và vui khi mà được đồng hành cùng với ban tổ chức cuộc thi Miss International Queen 2020 tại Việt Nam. Rất mong rằng là anh cũng sẽ cố gắng và làm việc hết mình để cùng với hội đồng ban giám khảo sẽ lựa chọn được thí sinh tốt nhất. Thì không biết là với được tới cái lựa chọn của chị Minh Tú trong tập 4 vừa qua thì chị cảm thấy như thế nào và có cái sự khó khăn nào gây cho chị cũng như các ban giám khảo? Thực sự thì anh hơi bất ngờ về cái sự lựa chọn của Minh Tú. Nhưng mà tuy nhiên mà khi mà Minh Tú có đưa hai thí sinh của đội Hoàng Thùy vào là hai thí sinh rất là mạnh thì thực sự thì anh cùng với hội đồng ban giám khảo rất là bức xúc, bản thân anh cũng rất là buồn vì cái chuyện đấy. Nhưng mà sau khi mà chương trình phát sóng thì anh nghĩ rằng là Minh Tú có những cái quan điểm của bạn ấy và trong cuộc thi thì là cái quyết định là khi mà huấn luyện viên là đội thắng thì huấn luyện viên có quyền lựa chọn và ban giám khảo là không được quyền can thiệp. Và chuyện đó cuộc thi mà cơ sở xanh là giải thưởng thường niên nhập công viên những diễn sĩ và những bài diễn sẽ có những xem cái cùng thì anh xuất sắc trong và cũng mong rằng các quý vị khán giả sẽ không tập trung vào cái chuyện đấy nữa mà mình sẽ tập trung và mình sẽ coi là những thí sinh có cái sự nỗ lực hết mình như thế nào và cái tâm huyết của ban giám khảo và ban tổ chức chương trình dành cho cuộc thi như thế nào để mà dành tặng tới quý vị khán giả. Cái tiêu chí mà chị đặt ra cho thí sinh trong đêm đăng quang, thí sinh sẽ đăng quang tiêu chí theo chị là thế này như thế nào và theo anh tiêu chí của anh đó là thí sinh không những chỉ đẹp, phải có trí tuệ và có lòng nhân ái. Thì không biết là chị đánh giá cao thí sinh nào để có thể chạm đến ngôi vị quán quân. Anh là người theo dõi thí sinh sát từ ngày đầu khi mà các thí sinh đi casting. Đến thời điểm này thì đối với anh, các bạn, tất cả các thí sinh đã đi tới vòng chung kết, các bạn đã là những người chiến thắng. Tuy nhiên thì anh nhận định có 3 thí sinh là anh cảm thấy các bạn có khả năng. Thứ nhất là bạn Tường Vi, thứ hai là bạn Chân Đài và thứ ba là Đinh Mỹ Kỳ. Cái lựa chọn của chị từ ban đầu khi mà tham gia làm giám khảo cũng như đồng hành cùng cuộc thi thì tại sao lại là các thí sinh chuyển giới, chị lại chọn tham gia một chương trình về chuyển giới như vậy? Vâng, thực sự thì anh đã được nghe rất nhiều câu chuyện về cộng đồng LGBT và khi mà anh cũng muốn rằng là mình sẽ chia sẻ một phần gì đó và cái sự cảm thông, đồng thời là cũng anh cũng muốn là góp một phần để mong rằng là các quý vị khán giả và tất cả mọi người chúng ta hãy mở rộng vòng tay đón nhận những người chuyển giới, tại vì cuộc sống của bạn rất khó khăn. Và tới bây giờ sau cái chương trình phát sóng thì cảm xúc của anh vẫn còn rất là xúc động vì một số các hoàn cảnh của các bạn rất là khó khăn và các bạn có một cái mà đối với anh cũng có thể không thể làm được, đó là các bạn dám đánh đổi kể cả tính mạng của mình khi mà các bạn quyết định lên bàn mổ và các bạn sống với chính mình. Đó là những người xin được chào đón đạo diễn Nguyễn Quân Minh trong phim Bánh Mì Ông Bầu và những phim trong cuộc thi năm nay có nhiều thí sinh, ví dụ như là Vũ Phương Phương thì rất là đặc biệt và có mưu sinh ở ngoài nữa, thì cảm nhận như thế nào về thí sinh này? Đối với anh á thì từ ngày đầu anh rất là quý bạn Vũ Phương Phương, bạn mang cho anh một cái năng lượng rất là tích cực, là bạn cũng rất là vui, mặc dù là cuộc sống của bạn á thì ở bên ngoài rất là khó khăn, nhưng bạn không bao giờ mang cái sự khó khăn của mình để bạn than thở với những người khác và bạn luôn làm cái gì đó tích cực để cho những cái trong cộng đồng của mình nhìn thấy những cái điều tích cực mà sống vui tươi hơn, chúng ta có động lực để sống hơn và làm những điều tốt đẹp hơn. Xin được đồng chí, xin được chào đón đạo diễn Phạm Phương, đạo diễn Nguyễn Quân Minh, diễn viên Đường Vũ với đạo diễn Trung Tuấn nhé. Thì mọi người cái sự thống nhất nó có cao như thế nào hay là có sự tranh cãi như thế nhiều? Thực ra thì chúng ta là mỗi người, mỗi cá thể khác nhau, chúng ta có những cái quan điểm đánh giá khác nhau, nhưng mà tiêu chí chung của ban giám khảo là sẽ lựa chọn những người xứng đáng. Các bạn phải xứng đáng vượt qua các thử thách để mới tiến tới được cái vị cao.
cao nhất. Đó là cái quan điểm chung của ban tổ chức cũng như là ban giám khảo. Chính vì như vậy cho nên là rất có ít có sự bất đồng, tuy nhiên thì cũng có, nhưng mà đó là quan điểm cá nhân mà, và chúng ta hay đi theo một cái tiêu chí chung. Ví dụ như phần tập 3 phát sóng mà lại bị hư như vậy thì không biết là ngoài xin cái điều khán giả không được xem lên ban tổ chức của mình thì chị có cảm thấy cái điều nào không? Thì khi mà anh nghe ban tổ chức thông báo là bên file bị hư và có gửi cho bên Singapore khắc phục, nhưng mà file bị lỗi không có thể mở được, thì không chỉ riêng anh ca sĩ mà cả ekip và ban tổ chức và các vận động viên và thí sinh đều rất là buồn. Nhưng mà chuyện đã xảy ra rồi, chúng ta không thể làm gì được. Cũng rất là mong rằng là quý vị khán giả chúng ta hãy mở rộng vòng tay và hãy đón nhận cả ekip chương trình, vì là đó là một cái sự cố mà rất đáng tiếc và người buồn nhất.